xin chào tất cả mọi người đã đến với vlog mình. Bữa nay mình sẽ quay một con trắng. Con trắng đang ăn chuột mọi người. Mình sẽ quay cho mọi người xem nha. Rồi mình xin cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình nha mọi người. Chúc mọi người luôn gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống mọi người. Rồi mình sẽ đi quay cho mọi người xem nha. Rồi. Rồi mọi người ơi, đây nó đang nuốt nè mọi người. Nuốt gần sống rồi, siêu nữa. Rồi, nuốt sống rồi ơi. Một chú rồi. Vô một khúc luôn. Vô bự luôn. Vô một con trắng nó bự luôn. Nó lên nó bự con lắm rồi. Nuốt một con chuột nó rất là bự con. Nuôi cách đây chừng 2 tháng rồi. Nó bự rồi. Nó lột da nuôi có 2 lần rồi. 2-3 lần chứ nó quên mà. Chúc anh em xem video thật là vui vẻ nha. Đây mình hết dịch mình mua thêm vài con nữa nuôi mọi người. Nuôi mua chừng 3-4 con nữa. Ở đây chuột nó nhiều lắm. Đặt cho nó ăn miễn phí. Đặt ăn miễn phí. Hôm nay chừng 2 tuần nữa mình sẽ đặt thêm một con chuột nó ăn nữa. Nó 2 tuần nữa mới ăn lại. Nuôi chăn dễ lắm. Ít ăn á. Nó no chừng 2 tuần mình. Một tuần sau mình bỏ vô đó nó cũng không ăn đâu. Chừng nào nó tiêu qua hết con chuột này mới nó ăn nữa. Không sợ nó đói không rồi. Chuột lươn hơn nó này vô đầy bụng luôn à. Cái này nó chừng nửa tháng mới nó ăn lại. Ăn một chuột con chuột này nó nửa tháng. Chuột nó dài từ cổ nó tới đuối luôn rồi. Thấy không? Chưa có ăn con nhỏ xíu à. Từ ăn vô chuột con vô bằng cùng tái luôn. Này là rắn đất, chăn đất gì không người, chăn gâm kia kêu chăn gâm gì không biết. Cái này đẹp luôn nè. Đây
người mình bắt gà nè mọi người. Bắt con gà đi chơi nè. Siêu nữa tâm cho nó nè. Đây nó ăn no rồi. Nó ăn một con chuột hồi nãy á, mình quay cho mọi người xem nó đang nuốt á. Đậu video mọi người. Đây con chuột nè. Chuột ra từ đây nè, tới đây nè. Chuột bự lắm mọi người. Cái này mình nuôi mình bắt thường xuyên nó sẽ quen mà đừng người không nó cắn, không có bắt mà nó cắn. Đây cái này chắc chừng nửa tháng hoặc một tháng mới nó ăn lại mọi người. Nó lâu chắc chừng nửa tháng hoặc 3 tuần rồi chắc nó mới nó ăn lại. Bây giờ nó no quá trời nó. Mình mua thêm 3-4 con nữa mọi người. Thì là ăn con chuột vô thêm là nó bự bạ chà bá luôn mọi người. Cái này nó lột da chừng 2-3 lần rồi đó mọi người. Nó bự vậy nè. Hồi mới bắt là còn nhỏ xíu à. Nó mới ăn loại con chim nhỏ nhỏ mới ăn được. Bây giờ nó ăn chuột và cầm tay gì rồi. Nó ăn còn vô nữa người. Chắc chừng mấy thang nó bự rồi. Thế nó bự vậy nè. Nó còn dài lắm người. Mình sẽ mua thêm vài con nữa. Thôi để cho nó ăn chuột người. Chuột nhiều lắm. Cho nó ăn miệng phí luôn. Rồi. Đây mọi người, ở đây quá đẹp luôn rồi. Loài trong loài trăng này cũng đẹp lắm mọi người. Thấy có một người người ta nuôi á. Cũng gần 10 năm rồi mà còn nhỏ. Nó ăn ít chứ ăn lắm. Nhưng khi 2-3 tháng mới cho ăn lần. Cả được con này được vô tay mình nuôi chắc là 10 năm là mấy chục ký. Có ít rồi. Mình đói là cho chuột nó ăn. Mình đặt chuột ở đây nó ăn liền. Đói là ăn chuột, đói là ăn chuột. Mình sẽ không cho nó ăn gà đâu. Gà để mình ăn. Để cho nó ăn gà uống lắm rồi. Nào nó lớn. Mình cho nó ăn 2-3 con chuột. Còn nhỏ vậy mình cho nó ăn một con. Lương nó ăn 2-3 con. Chuột nhiều mà. Mình đi đặt bẫy cho nó ăn. Mùi từ nhỏ mình cho nó ăn xong rồi. Cho ăn xong no xong rồi. Khoảng 2-3 tiếng á. Mình bắt nó đôi ra. Rồi tập nó từ từ. Tập nó đừng cho nó cắn mình. Khi nào nó vâng mình á, mình cầm cái đuôi bóp cổ nó là nó không có vâng được. Nó vâng vô tay mình bóp cổ nó, bóp cái đầu nó không có vâng mình được.
tập vài lần nó biết rồi, nó không có dám nữa. Thế rồi nó ăn chuột xong rồi nó bự luôn, rồi mình đem cho nó đi tắm nước người. Một ngày thì mình bắt ra một lần cho nó tắm để cho nó quen mình đó mọi người. Đây mọi người, mình bắt vô cho nó tắm nha mọi người, để cho nó quen mình mọi người. Nếu mọi người nuôi để trong cái thùng bự bự của mình, bỏ vô thêm một thau nước mọi người cho nó tắm, tự tắm chứ uống luôn. Rồi tới lúc trời nắng mình bắt cho nó tắm để cho nó mát mọi người. Video mình tới đây xin tạm dừng rồi. Mọi người xem video thật là vui vẻ nha. Mọi người xem thấy không? Nó tâm xong nó dễ lắm. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, bye bye. Người xem thấy hay nhớ like và chia sẻ ủng hộ mọi người. Đăng ký kênh ủng hộ mình mọi người.